15 bí quyết tự tạo động lực sống cho bản thân ai cũng làm được. Cách tạo động lực cho bản thân không khó. Bài viết sẽ tổng hợp những cách tạo động lực cho bản thân mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được. Động lực là gì? Động lực thúc đẩy con người đạt mục tiêu hay nhu cầu cần thiết. Động lực bị ảnh hưởng bởi mức độ muốn hoàn thành mục tiêu, điều mong muốn đạt được, điều sẽ mất khi không đạt được mục tiêu, mong đợi cá nhân. Hầu hết mọi người đều muốn thay đổi ít nhất một điều trong cuộc sống. Thế nhưng, việc tìm thấy động lực để bắt đầu không hề dễ với nhiều người. Nếu hiểu ý nghĩa của động lực, bạn có thể biết cách có được nó. Tầm quan trọng của động lực. Động lực quan trọng bởi nó cung cấp cho bạn mục tiêu để hoàn thành công việc, giúp bạn giải quyết vấn đề, giúp bạn thay đổi thói quen cũ, giúp bạn xử lý và vượt qua thử thách cũng như đón nhận cơ hội. Động lực tiêu cực và tích cực. Như đã nói, động lực là điều thúc đẩy bạn hướng tới mục tiêu, thức dậy sớm vào buổi sáng và kiên trì làm việc để hoàn thành nhiệm vụ, quyết định vươn tới thành công khi gặp khó khăn. Nhưng động lực cũng có hai kiểu, tích cực và tiêu cực. Động lực tích cực tập trung vào những mặt tích cực sẽ xảy ra khi bạn hành động. Ví dụ, hoàn thành nhiệm vụ này nghĩa là chỉ còn một bước nữa là đủ điều kiện. Động lực tiêu cực tập trung vào mặt trái, điều không hay có thể xảy ra khi bạn không hành động. Ví dụ, nếu không hoàn thành bài tập trong vài giờ tới, bạn sẽ không thể vượt qua kỳ kiểm tra. Động lực tích cực và tiêu cực đều có ảnh hưởng trong những hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, làm những việc bạn thực sự muốn sẽ dễ dàng hơn nhiều, thay vì trốn tránh kết quả nếu bạn không làm gì cả. Nếu chưa có kế hoạch hành động tích cực, dùng động lực tiêu cực có thể khiến bạn cảm thấy thất vọng, thậm chí giảm mong muốn tiến về phía trước. Làm thế nào để có động lực? Hầu hết mọi người đều gặp khó khăn trong việc tìm động lực để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, chỉ cần áp dụng các cách dưới đây, bạn sẽ có đủ tinh thần để đạt được mục tiêu mong muốn. Một trong những cách giữ nhiệt sống và làm việc bền vững nhất đó chính là bạn phải tự tạo động lực cho bạn chứ không phải chờ đợi sự giúp đỡ của những người khác. Tuy nhiên, dù hiểu nguyên lý này nhưng khá nhiều người không thể nào kiểm soát được cảm xúc, tinh thần và hành vi của mình mỗi khi gặp sóng gió. Trong khi không thể nào kiểm soát những điều sẽ xảy ra thì bạn hoàn toàn có thể làm chủ cách phản ứng của mình. Cụ thể, mỗi khi rơi vào các tình huống bế tắc, khó khăn hay gặp thất bại, hãy tự lấy lại cảm hứng sống bằng cách tạo ra một môi trường tích cực bằng những bí quyết đơn giản. Chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn và sớm muộn cũng sẽ khôi phục được động lực làm việc. 1. Biết mong đợi. Mỗi ngày hãy mong đợi một điều gì đó xảy ra. Bạn có thể đứng trước gương và hét thật to ước muốn của mình. Chẳng hạn, tôi mong ngày hôm nay buổi phỏng vấn sẽ tốt đẹp, tôi mong hôm nay sẽ hoàn thành tác phẩm của mình. Đặt ra các kỳ vọng hợp lý mỗi ngày là cách tuyệt vời để bạn biết rằng bạn vẫn còn có mục tiêu cần hoàn thành và phải nỗ lực hết mình để đạt được nó. 2. Kiểm soát những thứ bạn có thể và dừng lo lắng về những thứ nằm ngoài tầm với. Bạn không thể kiểm soát nhiều thứ nhưng không phải là tất cả. Hãy học cách nhận ra sự khác biệt giữa chúng để biết được đâu là điều cần tập trung nhiều nhất. Từ chối việc bị ám ảnh bởi những điều tồi tệ xảy ra, chấp nhận đó là một phần của cuộc sống để bạn có thể trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn và rút ra bài học cho chính mình. Đôi khi, cuộc sống không diễn ra đúng với mong đợi của bạn nhưng nếu càng sớm buông bỏ, bạn sẽ biết được bước đi tiếp theo của mình càng nhanh và vững tin tiến về phía trước. 3. Đọc và nghe thông tin tích cực. Nếu lấp đầy tâm trí của bạn với những thông tin tích cực và truyền cảm hứng thì chắc chắn bạn sẽ giữ được động lực. Do vậy, hãy tránh xa tin tức giật gân hay các câu chuyện buồn mỗi khi cảm thấy sắp rơi vào trạng thái down mood. Bạn có thể đến các hiệu sách, thư viện hoặc vào một quán cà phê sách để đọc ngấu nghiến tác phẩm yêu thích của mình. Các cuốn sách self-help, phát triển bản thân, câu chuyện thành công hay quà tặng tâm hồn đều là những lựa chọn thú vị dành cho bạn. 4. Ở cạnh những người tích cực càng lâu càng tốt. Những người tiêu cực và các cuộc tranh luận chỉ càng khiến bạn bị ám ảnh bởi sai lầm của mình và không thể nào tập trung vào mục tiêu được. Do vậy, khi gặp thất bại hay bế tắc thì hãy tìm đến những người có cách sống tích cực nhé. 5. Nói những câu thần chú tích cực. Tương tự việc nói ra mong đợi của bạn thì sử dụng các câu thần chú kiểu như tôi làm được, tôi có thể vượt qua thất bại đó, cơ hội sẽ đến với tôi, cũng là một cách tự tạo động lực rất hiệu quả. 6. Rút ra bài học từ sai lầm. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm, ít nhất là như vậy và chìa khóa ở đây là học hỏi từ nó. Từ bây giờ, mỗi khi thất bại, bạn có thể buồn nhưng đừng buồn quá lâu. Hãy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thừa nhận sai lầm, phân tích vấn đề để tìm ra nguyên nhân và giải pháp. 7. Lập một kế hoạch. Có một câu nói rất nổi tiếng rằng, nếu không lên kế hoạch nghĩa là bạn đã lập kế hoạch cho thất bại. Bạn hiểu vấn đề rồi chứ? Đừng vội vàng hành động mà hãy dành thời gian lập kế hoạch,
hình dung những gì cần phải làm từ lúc bắt đầu cho tới lúc đạt được kết quả. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ có nhiều ý tưởng hơn, cải thiện năng suất công việc hơn và còn dự trù được các rủi ro cần phòng tránh. 8. Ăn mừng vì thành tích đã đạt được, bất kể lớn hay nhỏ. Dù kết quả lớn hay nhỏ thì đó cũng là nỗ lực của bạn. Do vậy, hãy trân trọng chúng và sử dụng chúng như là nguồn tạo động lực lớn nhất cho bạn. 9. Tạo một nhóm hỗ trợ. Có một nhóm người cùng chung tư tưởng, quan điểm sống và tạo động lực cho nhau là một điều vô cùng tuyệt vời. Họ luôn ở đó khi bạn thành công và thất bại. Họ sẵn sàng mang đến cho bạn những lời động viên và ủng hộ sự lựa chọn của bạn. 10. Lập danh sách thuận lợi và khó khăn. Rơi vào trạng thái chán nản tuyệt vọng là điều chẳng ai muốn. Vậy làm thế nào để những lúc thất bại, bạn không bị cảm giác những điều mình làm thật vô nghĩa lấn át? Một bí quyết được áp dụng bởi nhiều người đó là lập ra một danh sách các thuận lợi và khó khăn. Từ đó, bạn sẽ hiểu được cơ hội, thách thức và những gì phải làm để đạt được thứ bạn muốn. Một chấm nghĩ về tương lai. Tư duy hướng về những điều tốt đẹp trong tương lai cũng là một bí quyết tự tạo động lực hiệu quả. Từ bây giờ, khi gặp thất bại, hãy tự hỏi bản thân nếu hôm nay mình bỏ cuộc thì tương lai sẽ như thế nào? Nếu hôm nay vẫn còn lười biếng, trì hoãn thì rồi công việc sau này liệu có cơ hội thăng tiến không? 1-2 chấm nghĩ về mục tiêu. Nếu đã đặt ra mục tiêu cho mình và luôn nghĩ đến nó mỗi khi gặp thất bại thì điều chắc chắn rằng bạn sẽ được thôi thúc bởi chính mục tiêu đó. Bởi lẽ, khi chưa có được điều gì và đủ khao khát muốn chinh phục thì tự nhiên, bạn sẽ tự đứng dậy được. 1-3 chấm tưởng tượng. Tưởng tượng là một trong những khả năng quý giá nhất của con người. Bởi, khi đã tưởng tượng thì chẳng có giới hạn nào cả. Ai bắt bạn phải trả lệ phí cho việc tưởng tượng đâu. Tuy nhiên, đừng mơ mộng quá nhé mà hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn như là cách để duy trì những suy nghĩ tích cực và niềm tin về cuộc sống. Bạn có thể nghĩ về một nơi tuyệt đẹp mà bạn luôn ao ước được đặt chân tới đó hay ngồi trên chiếc ghế xoay tại công ty mà bạn sẽ dựng nên. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang được sống trong khu cảnh tuyệt vời đó như một đứa trẻ. 1-4 chấm nghỉ ngơi. Một nguyên tắc mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, uể oải đó là phải thư giãn ngay lập tức. Bởi nguyên nhân khiến bạn rơi vào trạng thái này có thể làm do mất ngủ, thiếu ngủ, làm việc quá sức hay suy nghĩ, lo lắng quá nhiều. 1-5 chấm nghe nhạc. Âm nhạc đã được chứng minh là cách tuyệt vời để lấy lại tinh thần và cảm hứng sống. Thế nên, hãy tạo một thư mục trên máy tính chứa tất cả các bài hát tạo động lực bạn yêu thích nhất và bật nó lên khi xuống tinh thần nhé. 1-6 chấm tắm nước lạnh. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng tắm nước lạnh là bí quyết giải tỏa căng thẳng được rất nhiều người áp dụng. Làm thế nào để duy trì động lực? Dưới đây là một số mẹo. Đều đặn đánh giá mục tiêu và sự tiến bộ. Hãy xem sự tiến bộ là động lực tuyệt vời, đồng thời nó cũng giúp bạn tăng sự tự tin. Liên tục đưa ra mục tiêu mới. Hãy nghĩ về điều bạn muốn đạt được vào tuần tới, tháng tới và năm sau. Giải quyết một mục tiêu tại một thời điểm để bạn không cảm thấy quá tải. Giữ đà tiến bộ. Mọi người thường mất khoảng 2 tháng để phát triển thói quen mới, nhưng đối với một số người, quãng thời gian này có thể lâu hơn. Vì thế, hãy cố gắng giữ đà tiến bộ và thói quen. Kiên trì với mục tiêu sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tìm người cố vấn hay tham gia hội nhóm cùng chung mục tiêu để duy trì động lực ổn định. Kết thân với người tích cực. Sử dụng bài tập như một trong số những mục tiêu hàng ngày để cải thiện sức khỏe tinh thần. Nếu mất động lực, hãy đánh giá lại mục tiêu xem nó có thực tế và phù hợp với khung thời gian của bạn. Xem xét lại bản thân muốn có động lực hay mục tiêu trước. Tìm động lực từ người khác, chẳng hạn như đọc một cuốn sách liên quan, trò chuyện với người tư vấn, bạn bè hoặc người thân. Nghỉ ngơi thư giãn một chút và bắt đầu lại.